chào các em học sinh. Chúng ta ổn định để bắt đầu vào bài học. Hôm nay ở tuần 5 tiết 9-10, các em học sinh tiếp tục thực hiện bài thể dục phát triển chung phần tiếp theo. Ở phần mở đầu, các em học sinh nhớ đăng nhập vào đường link lớphoc.hochiminh.edu.vn để lấy bài về xem. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện bài thể dục phát triển chung của nam từ nhịp 27 đến 35 và bài thể dục phát triển chung của nữ từ nhịp 28 đến 36. Ở phần khởi động, cũng giống các tiết học trước, các em học sinh cũng sẽ làm nóng cơ thể bằng cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay. Ở phần cơ bản thì chúng ta sẽ thực hiện bài thể dục phát triển chung từ nhịp 27 đến 35 của nam và 28 đến 36 của nữ. Đầu tiên chúng ta đi vào ôn tập từ nhịp 17 đến 26 của nam. Chúng ta ôn lại các nhịp trước, tuần trước chúng ta học. Các em quan sát hình ảnh. Tuần rồi chúng ta mới vừa học từ nhịp 17 đến 26. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học mới từ nhịp 27 đến 35. Các em quan sát trên màn hình. Đây là từ nhịp 27 đến 35 của nam. Chúng ta đi vào chi tiết từng nhịp. Ở nhịp 26 như nhịp 19. Nhịp 27 thu chân trái sát chân phải, đồng thời đưa hai tay ra trước song song, cao ngang vai, lòng bàn tay lúc này sắp mặt hướng về trước. Nhịp 28, kem ngồi xuống khiển gót, hai tay chống đất như nhịp 12. Nhịp 29, lúc này dồn trọng tâm lên hai tay, sau đó bật duỗi thẳng hai chân ra sau, chân chậm, mũi chân chạm đất, mặt hướng chết ra phía trước. Nhịp 30, có hai tay, biểu tay sát thân, hạ ngực gần sát đất, thân người thẳng. Ở nhịp 31, lúc này duỗi thẳng tay, thân người thẳng, mặt hướng trước. Nhịp 32, co hai tay, ngực gần sát đất, đồng thời nâng chân trái lên cao, thẳng gối. Giống như chúng ta hít đất, sau đó chân trái đưa lên cao. Nhịp 33, trở về như nhịp 31. Nhịp 34, như nhịp 32, lúc này chúng ta sẽ đổi chân. Nhịp 35, như nhịp 33. Như vậy chúng ta mới vừa hoàn tất học mới từ nhịp 27 đến 35 của nam. Bây giờ chúng ta sẽ xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến 35. Vì nước.
ta mới vừa xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến 35 của nam. Bây giờ chúng ta qua ôm nhịp nữ. Đầu tiên chúng ta sẽ ôm từ nhịp 19 đến 26. Tuần rồi chúng ta mới vừa học. Okay, quan sát hình ảnh. Và hôm nay chúng ta sẽ học mới từ nhịp 27 đến 36. Đây các em quan sát nha. Ở đây trên hình thì ở nhịp 30, 31, 33, 34 thì chúng ta làm hơi nhanh một chút. Chúng ta đi vào chi tiết từng nhịp. Ở nhịp 27 như nhịp 25. Nhịp 28 như nhịp 26. Nhưng lúc này các em nghiêng lườn sang phải, trọng tâm dồn vào chân trái. Nhịp 29 như nhịp 27. Lòng bàn tay ngửa nha các em. Nhịp 30, 31 chuyển trọng tâm sang chân trái, nâng chân phải sang ngang lên cao. Chân phải và mũi chân thẳng. Chân và mũi chân thẳng, thân người hơi nghiêng trái, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp, giữ thăng bằng, mắt nhìn trước. Nhịp 32 như nhịp 29, nhưng hai tay đưa ra trước song song, lòng bàn tay lúc này sắp. Nhớ lúc này trọng tâm dồn về hai chân rộng bằng vai. Nhịp 33, 34 như nhịp 30, 31 nhưng đổi chân. Nhịp 35 như nhịp 29. Nhịp 36 lúc này thu chân trái về, sát chân phải, hai tay giơ lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt nhìn trước. Như vậy chúng ta cũng mới vừa hoàn tất học các nhịp mới từ 28 đến 36 của nữ. Các em cũng sẽ xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến 36 giống như của nam. Như vậy chúng ta mới vừa hoàn tất từ nhịp 27 đến 36 của nữ. Ở phần kết thúc, sau khi thực hiện xong các nhịp của bài thể dục thì các em cũng sẽ thả lỏng cơ thể để hồi tỉnh. Ở nhà chúng ta tiếp tục học thuộc các nhịp của bài thể dục. Nhớ là chúng ta sẽ học từ nhịp 1 đến 36. Các em dành chút thời gian để thực hiện nhé.
Tuần sau lên tiếp thì thầy tiếp tục sẽ mời một số bạn lên thực hiện lại nha. Cuối cùng thầy chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.